Cái gì đấy Paul? Nó xin của em đấy. Sao đặt nhiều thế? Có cái nào của anh không? Không. Sao anh than thế? Cả một đống con chả có nổi một hộp cho anh. Em coi tình nghĩa bấy lâu nay. Cho anh này. Xin. Mà nó là cái gì? Cái váy màu hồng. Em đùa anh à? Váy màu hồng sao anh mặc được? Đằng nào chả là của anh. Em mua tiền của anh ấy. Em đùa anh nha. Đồ ấy nhỉ. À đây rồi. Ê trời ơi, nhiều kẹo chưa? Anh lấy đâu nhiều tiền mua lắm này? Anh nhặt được trong gối em. À, đã bao lâu rồi hả? Mình không về quê thăm bố mẹ em nhỉ? Nói gì? Gần đến Tết rồi. Anh thấy nhớ cảm giác được trở về nhà, không khí sum họp gia đình quá, nên anh mới mua những viên kẹo ngọt này để cùng em thưởng thức. Với anh, với em, với kẹo, nơi nào có sự ngọt ngào yêu thương thì nơi đó chính là nhà. Thôi được rồi, được rồi. Anh ở đây mà, có anh ở đây rồi. Mặc dù là không còn tiền ở trong hộp cầu lông nữa nhưng mà em tưởng anh bảo tiền trong gối. Em giấu tiền ở nhiều chỗ phết mà. Bữa